Tao biết khi bất kỳ thế, khi bất kỳ anh chụp phải nó là có phải bất kỳ khi mà cho dù quay cao là cho pê à. Khi ta thấy cao là pê mà lê khi kẻ tới chắc là nó ôi nó mà thôi tốt xây ôi chắc chắc là tiếng chẳng kỳ tế tế vào khu chú tao mà chú chạp lẹ nó chú chạp thấy nè hả tao xe nè nè ta làm khu là chú chạp ô nè bây giờ thì cho chú tao dùng là xe kia hết xa xe mốt xe nó mà nè hả chú mô tu tu cứ cầu nó mà nọ cho ba chú mô hai chúng hai chân chân chứ giờ mua phi mà mua một chục cầu nó mà nó mà mua muốn chứ thì nó xài nó cho kỹ nó của hai đây nó căng đó cho bác kỳ thế đấy chả nữa là sẽ cho cô lại chết trời xin chào nó có hết trái xin trái xin trái hết nè món lòng giữa đó ép là giữa anh giữa cho chạy nó tình gì để nó có đồng bằng thổ hay sao một xây đây có con chỉ dở hay sao đừng dùng nha phê chả mi nhô nó phê chả bếp kêu nó ôi xin tao tao sợ ôi để nó biết ôi chẳng chịu ăn mông mông thì mình khinh dụng bất kỳ mới ôi cầu nó ôi cầu nó ôi cầu cầu nó ôi 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 cầu giờ mới được tới lượt cháu đấy giờ nào bây giờ đang đun chuẩn bị chín bánh chỉ mới học chắc để cho chú lên máy thu.
phụ. Thôi. Dắt ngựa đi xuống núi, xuống chợ uống rượu dắt vợ theo, uống cho vợ này uống cho con, uống cho chân này uống cho tay, chồng uống vợ say, người uống ngựa say. Xuống chợ ăn thắng cố, xuống chợ uống rượu ngô, uống cho mày này uống cho tao, uống cho tiếng kèn vút lên cao. Nào hãy lại đây, trời đất cuồng quay, bát này lại bát nữa, hay bát nữa lại bát này, hay uống để thương để nhớ lời nói như tên bay. Cứ gặp nhau là uống, mà uống là phải say. Người vùng cao là thế, uống chưa say chưa về, vừa đi đường vừa hát, bài nào cũng khê khê. Tay tóm vào đuôi ngựa, con ngựa cũng say say, chân bước theo chân ngựa, người ta như trên mây.